Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả nghe bài viết của Linh Mục An Tôn Vũ Quốc Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế, với giọng đọc của Teresa Mai Phương. Sầu mà không bi, bi mà không sầu. Nhìn ai đó cái mặt sầu sầu, tôi hay chọc: làm cái gì mà đóng vai lý mặt sầu vậy? Thật ra lý mặt sầu nó trùng với âm tiết lý mạc sầu. Lý mạc sầu biệt hiệu là Xích Luyện Tiên Tử, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung. Lý Mạc Sầu là đệ tử đời thứ ba của phái Cổ Mộ, là sư tỷ của Tiểu Long Nữ, là một con người rất xinh đẹp nhưng tàn độc với công phu Ngũ Độc Thần Chưởng và Băng Phách Ngân Châm. Một trong những yếu tố làm nên thành công cho kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du là bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc. Đại Thi Hào đã có hai câu thơ thật hay để khái quát về bút pháp nghệ thuật tài tình này. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thật ra mà nói, cuộc đời mà, có ai muốn mình phải rơi vào cảnh sầu bao giờ đâu. Ai ai cũng muốn mình an vui hạnh phúc, nhưng rồi éo le thay cho cuộc đời là u buồn và sầu khổ, nó bám chặt và như yêu lắm đời của người đó. Có người khổ từ nhỏ cho đến lớn, và thậm chí khi về già cũng khổ nữa. Cái khổ, cái nghèo, cái sầu muộn, nó như không muốn buông tha đời của ai nào đó. Thế nhưng, rồi trước cái khổ, cái nghèo, cái u buồn đó, có người lại thấy bình an và bằng lòng với những gì họ có. Và như thế, họ cứ vui vẻ bước đi trong đời, dẫu rằng người khác thấy họ là khổ và cho họ là khổ. Một người nữ, một người mẹ phải nói sầu khổ nhất trong cõi đời này, có thể nói đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đẹp tuyệt trần, mẹ được Chúa trao ban cho nhiều đặc ân cũng như nhiều ân phúc. Thế nhưng, rồi ta lại thấy đẹp, đặc ân ấy phủ vây bằng những khổ đau. Và ta có thể nói rằng Đức Mẹ là Đức Mẹ sầu bi. Mà cũng chả nói, công nhận như thế mới đúng với cuộc đời của mẹ. Khi Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn thì mẹ đã mang lấy đau khổ trong đời. Trước tiên, đau đớn tủi hờn với cái chuyện không chồng mà chữa. Thế nhưng rồi Thiên Chúa lại an bài cho có sự hiện diện của Thánh Giuse đến bên đời mẹ. Rồi cư mang ngôi lời nhập thể, nhưng rồi đến ngày khai hoa nở nhụy thì lại sinh con mình nơi hang đá bò lừa, và dĩ nhiên là hôi tanh. Rồi lại cùng Thánh Giuse trốn sang Ai Cập để thoát khỏi lưỡi gươm của Hê-rô-đê. Rồi lại trở về quê hương sống đời nghèo khó. Rồi lạc mất con giữa đền thờ. Rồi được nghe lời tiên tri từ miệng ngôn sứ: một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà. Rồi chứng kiến cảnh con mình lê bước trên con đường thập tự. Rồi đau đớn nhìn con bị đâm giữa hai tên trộm cướp. Rồi ôm xác con rướm máu với nỗi đau không tả nổi. Đời của mẹ là thế đó. Bao nhiêu cái chữ rồi với những đớn đau của kiếp người. Với người khác hay với mỗi chúng ta, khi đứng trước những khổ đau ấy, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ cuộc, hay nếu không bỏ cuộc thì cũng trách móc kêu than. Đằng này, mẹ không một lời ai oán. Mẹ lẳng lặng đi theo con của mẹ và lặng thinh để đón nhận đau khổ, thập giá, cùng.
cùng với con trong cuộc đời. Chúa Giêsu đau đớn về thể xác bao nhiêu thì mẹ Maria đau khổ về tinh thần bấy nhiêu. Thế nhưng rồi mẹ hoàn toàn vâng phục và đón nhận tất cả những nỗi đau ấy không một lời oán than. Tại sao mẹ lại chịu được như vậy? Xin thưa rằng, mẹ có một niềm tin sắc son vào Thiên Chúa. Mẹ xác tín như trong lời Magnificat: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi." Vấn đề nằm ở chỗ đó, ở cái chỗ Thiên Chúa chính là đấng cứu độ tôi. Với mẹ, tôi tin Chúa, tôi ngợi khen Chúa, tôi chúc tụng Chúa không phải là vì Chúa cho tôi đẹp, Chúa cho tôi giàu sang, Chúa cho tôi nhà lầu xe hơi hay địa vị cao trong cuộc đời, nhưng Chúa là đấng cứu độ tôi. Chúa đã mặc cho tôi, mẹ, hồng ân cứu rỗi. Không dông dài, dài dở hay vòng vo tam quốc, ta đi thẳng vào vấn đề và nhìn thẳng vấn đề nơi đời mẹ đó là vì mẹ tin và xác tín Chúa chính là đấng cứu độ, để rồi tất cả những thương đau ở cuộc đời này chả là gì so với cái phần phúc vinh quang ở đời sau. Chính vì thế, nên tất cả những nỗi sầu đến với đời mẹ, nhưng mẹ không bi, và tất cả những sự bi đến với đời mẹ, nhưng mẹ không sầu. Căn cốt của chuyện sầu không bi mà bi cũng không sầu, đó là niềm tin. Cũng như ngày hôm qua, khi ta chiêm ngưỡng suy tôn Thánh Giá, ta tin Thánh Giá chính là nguồn ơn cứu độ, thì Thánh Giá xem chừng ra chả là gì cả của đời ta. Ta vác, ta chịu đựng khổ đau thì ta sẽ được vinh quang. Chúa Giêsu đi qua không phải là né tránh hay bay qua Thánh Giá để Thánh Giá trở thành nguồn ơn cứu độ của trần gian. Mẹ Maria cũng đi qua Thánh Giá đời mình để mẹ được hưởng ơn cứu độ. Và mỗi chúng ta cũng không có con đường nào khác là con đường Thánh Giá. Nghĩa là chúng ta cũng phải cùng vác thập giá đời mình thì ta mới được cứu độ. Kinh nghiệm nơi mẹ Maria cho ta thấy rõ và ta thêm niềm tin vào Chúa. Với mẹ, mẹ có sầu nhưng không bi, mà có bi nhưng cũng không sầu. Đơn giản là mẹ xác tín vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Phần ta có tín thác và xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa hay không? Nếu như tin tưởng và tín thác thì như mẹ, những nỗi sầu có đến đời ta cũng không bi lụy, và những nỗi bi lụy có đến đời ta cũng không sầu. Sầu bi, buồn chán, thất vọng đến với ta có khi do tự con người của ta. Chính vì đứng núi này trông núi nọ hay không cảm thấy đủ nên rồi ta sầu hay chán nản cùng bi quan đó thôi. Thử một lần nào đó, ta tiếp cận, nói đúng hơn là ở gần hay ở với người nghèo, người đồng bào thiểu số, ta sẽ có một chút nào đó cảm nghiệm về đời ta. Ta sướng, ta may mắn, ta thành công, ta có nhiều sự trong đời, để rồi có lúc nào đó, ta mất hay ta không được như người khác, ta sẽ cảm thấy chán chường, thất vọng và đau khổ. Khi ta ở với anh chị em đồng bào thiểu số, ta sẽ thấy rằng đời họ chả có gì để mất và nhà họ chả bao giờ biết khóa cửa là gì cả, thì ta sẽ thấy bình an cho cái sự nghèo của họ. Ta có nhiều của cải quá nên ta lo lắng nhiều. Nào là mua ổ khóa cho thật tốt, nào là gắn camera để quản lý cho thật chặt. Với người nghèo và người đồng bào, ta thấy họ thanh thản vô cùng với vật chất. Phần ta chạy vậy, ta lo toan, ta tính toán nhiều quá. Rồi ngày qua ngày, ta cũng chết, người đồng bào cũng chết. Chuyện ta thấy rõ
là cả hai đều xuôi tay không mang theo thứ gì. Những lần dự đám tang của người đồng bào, tôi thấy họ nhẹ nhàng và thanh thoát. Cũng xong một kiếp người, nhất là có những người nghèo đến độ không có quan tài để đựng họ, để họ phải đi xin, nhưng thấy sao họ bình an và thanh thản thế. Cũng xong một kiếp người. Ta, có khi ta thấy họ và ta nói: "Ô, tội nghiệp họ quá hen." Thương người Chirai, ca hô, ê đê, quá hả? Nhưng thận trọng, ta phải nói rằng ta phải tội nghiệp ta, vì ta quá nặng nề về vật chất và danh vọng, để rồi ta không bình an như họ. Tưởng chừng họ khổ, họ không bình an, nhưng kỳ thực họ bình an lắm. Đời họ đơn giản, không hơn thua, trộm cắp, gian xảo. Có điều do tiếp cận với văn hóa khác nên họ mới sinh ra những tệ nạn mà từ xưa trong làng họ không có. Rõ ràng, ta thấy họ đau khổ, họ không được cái này, cái kia. Đó là cái nghĩ của ta. Phần họ, họ bình an. Bình an hay không là do suy nghĩ và tiêu chí sống của mỗi người. Mỗi người khi thấy đủ thì sẽ bình an. Và ngược lại, khổ đau sầu muộn trong đời ta cũng thế. Ai ai mà không có khổ đau, vì đời là bể khổ mà. Thế nhưng, đứng trước những khổ đau, ta nhìn với lăng kính nào? Nếu ta nhìn đời ta với những khổ đau, với lăng kính đức tin như mẹ Maria, thì chắc chắn đời ta sẽ như mẹ. Sầu mà không bi, bi mà không sầu. Sầu mà không bi, bi mà không sầu cũng do quyết định chọn lựa của mỗi chúng ta thôi. Tin Chúa, bám vào Chúa thì ta sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát với đời và vui vẻ bước đi trong đời với những chữ rồi. Rồi sinh con trong hang đá, rồi trốn sang Ai Cập, rồi lạc mất con, rồi nhìn con chịu chết nhục nhã như mẹ. Đời ta cũng vậy, ngày mai, tương lai cũng sẽ có bao nhiêu chữ rồi. Nhưng ta mãi mãi bình an vì tin và tín thác đời ta cho Chúa. Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thánh giá chiều treo xác con yêu. Mẹ đứng nhìn nhân loại, ôi con người đang hấp hối giữa tội nhớ. Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá, chung tâm hồn chúng đau buồn, bên con mình cứu rỗi cho cuộc đời. Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thánh giá chiều treo xác con yêu. Mẹ ấm lòng hoan lạc tuy tìm mình, như dao sắc đẫm thung sâu. Trời chiều nay tầng mây u ám, nhưng tim mẹ luôn hy vọng, trên gian trần đã sáng muôn hồn người. Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thánh giá chiều treo xác con yêu. Đứng tiêu điều xót xa nhiều, thánh giá chiều treo xác
con yêu.